vẫn nóng chuyện bẫy kiếm tiền online, mất tiền tỷ, thủ đoạn lừa đảo bằng cách dẫn dụ những người nhẹ dạ, cả tin tham gia kiếm tiền online trên mạng xã hội không phải mới. Nhưng mặc cho các cơ quan chức năng, phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo, nhiều người dân do một số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan vẫn dính bẫy. Các đối tượng đã tìm kiếm thông tin nạn nhân từ các trang tuyển dụng và chào mời kiếm tiền online tại nhà. Người dùng được dẫn dụ chỉ like YouTube hay TikTok để kiếm 300 đến 500 ngàn đồng trên ngày. Thông qua hướng dẫn, các nạn nhân sẽ được đưa vào các nhóm trên Telegram. Nhận được tài khoản Telegram và tham gia nhóm, nạn nhân sẽ được trong nhóm hướng dẫn cách thức thực hiện. Để tạo niềm tin, thời gian đầu các đối tượng lừa đảo đã làm thủ tục online và gửi cho các nạn nhân bản cam kết của Tổng Công ty Tập đoàn Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Có cả ảnh chụp thẻ căn cước công dân của người mang tên chuyên gia cùng chữ ký, điểm chỉ, kèm theo con dấu vuông trên đó có cả chức danh trưởng phòng. Được vài hôm, nhóm này đã sử dụng cò mồi để dẫn dụ nạn nhân đầu tư các gói lớn hơn. Cứ thế nhóm tội phạm sẽ chia vai người cùng làm, người dò đường và chuyên gia cao cấp để nạn nhân rót tiền vào từ vài triệu, chục triệu đến trăm triệu và hàng tỷ đồng để được rút ra số ban đầu, nếu không sẽ mất trắng. Với chiêu trò này, nhiều nạn nhân vì sợ mất ít mà mất ngày càng nhiều hơn. Mới đây nhất, một nạn nhân ở tỉnh Hải Dương làm theo yêu cầu của các đối tượng, đóng các loại phí thanh tra nguồn gốc tiền, thanh toán phí kỹ thuật viên. Mới cho rút tiền, người phụ nữ này đã vay mượn chuyển cho các đối tượng mỗi lần từ 200 đến 300 triệu đồng. Kết quả, sau nhiều lần chuyển, nạn nhân đã nộp gần 2 tỷ đồng và sau khi tìm hiểu mới biết mình bị lừa. Tự nhiên người ta gửi tin nhắn, tôi cho các bạn của mình. Người ta là gửi tin nhắn 3-4 ngày liên tục ấy, người ta cứ hỏi han về cái vấn đề của mình và nói chuyện với mình. Và người ta xin số các bạn Zalo, thì lúc đầu là mình không cho, vì mình xem qua cái trang Facebook của người ta thì mình thấy nó không có một cái gì rõ ràng cả. Thì 3-4 ngày sau thì người đó cứ nói chuyện và kiểu như là nói chuyện rất là thân quen với mình, như một cái người mà đã từng quen từ lâu rồi. Có nghĩa là người ta làm mọi cách để mình kết bạn Zalo với người ta. Tiếp cận với mình, đúng không? Để người ta tiếp cận. 4 ngày sau mình mới đồng ý kết bạn. Giờ người ta bảo người ta đang đầu tư một cái đầu tư ngắn hạn, người ta gọi là đầu tư ngắn hạn, người ta đã tham gia 3-4 năm nay và thấy rất là ổn, mà đó là một cái thu nhập thụ động cho những người phụ nữ không đi làm mà vẫn có thể có thu nhập để có thu nhập, là không làm mà vẫn quan đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà người ta lại gửi cho mình qua một cái đường link qua Zalo để cho mình tự tải và cái đường link giả mạo không chính thống đấy, nhưng mà mình lại không nghĩ rằng mình lại bị lừa qua cái đường link đó. Ở hôm đầu tiên thì mình cũng thử, mình nạp vào 1 triệu thì mình ăn ra 480.000. Hôm đầu tiên mình rút 1.4 triệu thì mình bỏ vào 1 triệu thì mình ăn có 480.000 thôi. Thế đến hôm thứ hai thì là mình bỏ vào 6.8 triệu thì nó cứ bảo là nó đang theo dõi thị trường, thì hôm nào có thị trường tốt thì nó mới đọc, chứ không phải nó đọc lệnh liên tục đâu. Mà khi nó đọc lệnh thì không có ngày nào đọc, đúng không? Không phải ngày nào nó cũng đọc, mà nó bảo là rất là để tạo lòng tin tin tưởng mình đấy. Chứ khi 4 ngày sau thì nó mới bảo mình là em cố gắng vào đấy hơn 30 triệu, thì hôm nay cái anh theo dõi cái phiên giá rất là tốt. Hôm đó lại không có một cái khoản tiền của bạn mình chuyển cho mình là lên được 35 triệu. Thì tổng đồng tiền của mình là có 35 triệu. Thì tối hôm đó nó đọc lệnh cho mình ăn lên 72 triệu. Chính xác là gần 72 triệu. 4 hôm sau nữa nó lại bảo là có phiên giá rất là tốt. Thì hôm nay em cố gắng lên đến 100 triệu đi. Để là hôm trước em tham gia cái phiên giá là mới có 60 giây mà ăn 60%. Thì hôm nay lên 100 triệu đi để tham gia cái 70 giây. À cái 90 giây để ăn ra 70%. Rút tiền là đi, cái 70 triệu đó nó vẫn bảo mình là rút tiền là đi. Thì mình rút 2 hôm không được, nó cứ đổ cho mình là mình làm sao backside. Thì xong nó bảo mình là vào cái phần mềm của nó để hỏi chăm sóc khách hàng xem như thế nào. Thì chăm sóc khách hàng biết trả lời cho mình là bạn đã rút tiền quá nhiều lần, cho nên là chăm sóc khách hàng nghi ngờ cái tài khoản đó là không đúng, nên là tài khoản của bạn đã bị khóa lại. Ở đây nó nhắn tin cho mình là thôi bây giờ nó không rút được rồi, thì em cứ để cái số tiền đó đi, em kiếm thêm 30 triệu nữa để em nạp vào cho đủ 100 triệu. Thì tối nay có phiên giá tốt thì anh sẽ đọc lệnh cho em là để mà ăn. Đến hôm đó không hiểu làm sao mình lại đi vay thêm 30 triệu nữa là tổng của mình có 107 triệu trong tài khoản rồi. Thế là tối hôm đó nó đọc cho mình ăn lên 446 triệu. Em rút rồi mà không được. Thế xong nó cũng bảo mình là vào hỏi chăm sóc khách hàng. Thì mình vào mình hỏi chăm sóc khách hàng, nó bảo là bạn đã tham gia cái phiên giá 90 giây mà lợi nhuận 70%. Mà bây giờ cái tài khoản của bạn tạm thời đang bị khóa, thì bạn phải nộp vào số tiền là 46.800, đúng rồi. Phí mở tài khoản. Thế là chị có một phí vào không? Đó không? Thì nộp đấy, nộp thế xong cả ngày nó nhắn tin, cả ngày nó gọi điện qua Zalo. Thế bây giờ gọi không? Bây giờ nó khóa tài khoản Zalo rồi. Thế xong cái hôm đó mình mới vay, mình kể với một cái ông bạn, thì ông bảo đúng thật sự anh em ạ, bây giờ mình chết thì cũng đã chết rồi. Anh nghĩ cái này là nó lừa đảo, nhưng mà nó đã nói là nó rút ra được thì thôi bây giờ thử chạy thêm 446.800 để xem là cái số tiền nó rút ra được không, vì mình cũng đã chết rồi.
Mà bây giờ nếu như mà rút ra được thì mình lại không bị mất 400 mấy triệu đó. Đúng thật sự là lòng tham ấy nè. À, nó bảo là bây giờ em vay được bao nhiêu rồi thì mình bảo là mình vay được 20 triệu, thì nó bảo là mình là cứ nặng với 20 triệu nó bảo đi. Còn cái 26.800 kia nữa là trong vòng một ngày, nó cho một ngày nếu mình nạp vào đủ 46.800 là bắt luôn. Tài khoản nó vẫn không mở cho mình rút 2 ngày thì tài khoản nó cứ trả về cái tài khoản ảo kia. Mình mới nó bảo mình là vào chăm sóc khách hàng hỏi đi, thì mình vào mình hỏi thì nó bảo là vì bạn đã tham gia cái chương trình 90 giây mà lãi suất 70%, cho nên là bây giờ bạn phải nộp vào số tiền là 52 triệu, lại tiếp tục lôi kéo lại là 10% cái mình nộp lên đấy, là trong tài khoản mình có 520 triệu bao nhiêu tiền đấy, thì là nộp tương ứng với 10 triệu, 10% là 52.776.000. Thế sau một khi đây mình mới nghi ngờ, mình mới gọi điện cho nó. Em nói thật với anh này, ai cũng có một công việc mà ai cũng làm, tức là mặc dù đã được cảnh báo trên các cái thông tin đại chúng về các cái thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng mà chị vẫn vấp vào, cái lý do gì mà để khiến như vậy? Nói chung là để mà có lời khuyên thì hầu như là nó đánh vào phụ nữ. Thật sự là cái bọn này nó đánh vào phụ nữ. Một lần em nhớ là em tham gia vào cái phụ nữ chia sẻ về cái ăn mặc đẹp ấy. Đấy là nó vào các cái trang đó của các chị em phụ nữ. Hầu như nó đánh vào tâm lý để nó thả về cái vấn đề tình cảm. Và về kinh tế. Và về kinh tế của chị em phụ nữ đơn thân và mẹ đơn thân. Hầu như là những người như thế bị dính. Lúc đầu là nó lừa tỉnh, nó đưa vào cái tâm lý. Thì là mình nói chuyện với chị nữa là mình nói chuyện. Là chị nữ chính bị như thế, nhưng mà mình thì mình lại không dính vào cái vấn đề tình cảm, mà nó đánh vào cái trọng tâm là mình đang cần cái khoản tiền để mình giải quyết đời tư của mình.